Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông, nâng tầm giá trị và phát triển bền vững. Quý vị và các bạn thân mến, Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông là nơi hội tụ các giá trị tiêu biểu về địa chất, địa mạo, khảo cổ, văn hóa và đa dạng sinh học. Trong đó, núi lửa là một trong những đặc điểm đặc biệt ở đây. Theo khảo sát của các nhà khoa học, Công viên Địa chất Đắk Nông hiện có 5 miệng núi lửa, là nơi lưu giữ lịch sử kiến tạo địa chất của lớp vỏ trái đất in dấu lên vùng đất này. Huyện Chư Rút nằm ở phía bắc tỉnh Đắk Nông. So với các địa phương khác, địa hình Chư Rút khá bằng phẳng. Chính vì vậy mà nhiều người không khỏi bất ngờ khi biết rằng nơi đây có đến 2 trên tổng số 5 núi lửa thuộc vùng Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Ngoài núi lửa Băng Mò nằm ngay thị trấn Etherling, Chư Rút còn có núi lửa Nam Dâng thuộc xã Nam Dòng. Đây được xem là miệng núi lửa âm duy nhất được phát hiện tại vùng Công viên Địa chất Đắk Nông tính đến thời điểm này. Và có lẽ bởi sự đặc biệt này mà Nam Dương ít được biết đến hơn so với 4 núi lửa còn lại. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm và tìm hiểu thêm về điểm di sản này. Con đường đến với Nam Dương không hề dễ dàng. Từ thôn 9, xã Nam Song, lần theo sự chỉ dẫn của người dân địa phương, vượt qua con đường đá lởm chởm và những lô cao su ngút ngàn, chỉ thấy xung quanh là những rẫy vườn xanh mướt. Thật khó để xác định đâu là miệng núi lửa âm này. Thật may chúng tôi đã gặp được những nông dân canh tác quanh vùng. Đang mùa thu hoạch tiêu, gia đình ông Bế Công Thức tranh thủ hái lứa tiêu chín đầu tiên. Vào Đắk Nông lập nghiệp từ những năm 1990, ông Thức hiểu khá rõ về vùng đất này. Với ông Thức và bà con quanh vùng, núi lửa Nam Dương không hề xa lạ, nhưng được bà con gọi với cái tên dân dã là Lũng Khỉ. Chú có nghe mọi người ở quanh vùng này kể về cái núi lửa đó không chú? Không, tức là đây là dân bản địa thì người ta mới biết, chứ còn đa số là những dân đây là khu vực Bắc mình vào nên là khai hoang chả có ai biết, ngày xưa có cả 1 triệu năm rồi ai sao biết được. Nhưng mà có nghĩa là người dân ở đây người ta vẫn biết đó là cái núi lửa. Ừ, không ai biết là núi lửa. Theo lời ông Thức, vùng đất này trước kia là địa bàn sinh sống của đồng bào thiểu số tại chỗ, chủ yếu là dân tộc Ê Đê. Từ những năm 1990, bà con từ các tỉnh phía Bắc di cư vào sinh sống, lập nghiệp, chuyển đổi khu vực canh tác. Nên giờ đây, khu vực xung quanh núi lửa thuộc các xã như Nam Song, Epo, đồng bào Tày, Nùng, Thái chiếm đa số. Cũng bởi vì thế mà ở đây, chúng tôi không gặp được những già làng bản xứ để tìm hiểu thêm về những câu chuyện truyền thuyết xung quanh núi lửa này. Sau cuộc trò chuyện ngắn, ông Thức bỏ dở công việc hái tiêu và nhiệt tình dẫn chúng tôi đến với miệng núi lửa. Đây chính là miệng núi lửa Nam Dương hay Lũng Khỉ, theo cách gọi của bà con quanh vùng. Theo tư liệu khoa học được công bố của Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông, miệng núi lửa Nam Dương có hình phễu với độ cao của địa hình ít khác biệt so với xung quanh. Đây là núi lửa dạng khiên có diện phân bố đá ba gian rộng lớn và rất ít cho vụn núi lửa. Theo độ cao của miệng núi lửa, có thể gọi đây là miệng núi lửa âm bởi vì nhìn từ xa cũng như ở gần, trong vòng bán kính 1 đến 2 km, không phân biệt được hình thái núi lửa. Núi lửa Nam Dương có pha sau cùng phun trào cách đây khoảng 0,4 đến 0,17 triệu năm. Miệng núi lửa có hình phễu đã minh chứng cho hiện tượng co rút thể tích và sụt lún theo nguyên lý cân bằng trọng lực ngay sau khi phun trào ngưng nghỉ. Qua hàng triệu năm, núi lửa năm xưa đã trở thành khu vực trồng trọt, sinh sống của người dân. Dẫu có nhiều biến đổi bởi dấu ấn thời gian và tác động của con người, nhưng từ khu vực này có thể nhìn thấy rõ thung lũng vốn là miệng núi lửa năm xưa. Ngày trước ở đây thì nó như thế nào hả chú? Khi mà chú mới vào đây á, thì xung quanh là toàn cây cối, người ta phát cây toàn độc của cây cổ thụ thôi. Như còn cái gốc cây kia to lắm, không bây giờ đốt hết rồi, họ làm giấy rồi đốt hết rồi.
Ngày cây trước, bằng lăng nó to và hai người ôm cũng hết cái gốc á. Ngày trước những cái đá như thế này, đá to to như thế này nhiều không ạ? À? Quanh khu vực này đó, nhiều. Có như này thôi chứ bây giờ dân người ta không dùng máy cạo đi thì nó vẫn thế. Hàng triệu năm trước, sự phun trào của núi lửa đã giúp hình thành nên các địa hình của bề mặt trái đất như ngày nay. Khi dòng dung nham nóng chảy quét qua bề mặt trái đất, nó thiêu rụi mọi thứ nhưng đồng thời cũng cung cấp dòng dinh dưỡng quý giá. Trải qua thời gian, dung nham bị phong hóa thành lớp đất đỏ vô cùng màu mỡ, phù hợp để phát triển các loại cây công nghiệp. Bởi vậy mà những khu vực quanh núi lửa, đất đai luôn phì nhiêu, cây cối tốt tươi. Xung quanh miệng núi lửa Nam Dương, người dân thường trồng cà phê, tiêu, xen lẫn các loại hoa màu như đậu, bắp. Năng suất các loại cây trồng ở khu vực này luôn ổn định mà không phải tốn nhiều công chăm sóc. Điều đặc biệt hơn là dù địa hình khá cao nhưng ở đây nguồn nước tưới cho cây trồng luôn dồi dào. À, cô thì vào đây từ năm mấy hả cô? Cô thì vào đất cơ rút này thì năm 84. Nhưng mà đúng là 91 cô mới vào cái đất Buôn Tia này. Cô mới làm dãy ở đây. Khi mà cô vào đây thì cô có nghe đồng bào bản địa người ta kể về cái miệng núi lửa này không cô? Hồi đấy mà người ta cũng không hiểu tiếng Kinh mình lắm á. Cũng không ít giao lưu được những thằng chuyện đấy lắm. Nhưng mà chỉ thấy bảo là đây là chắc miệng núi lửa thì nó mới phun lên, nó mới tròn tròn sâu như thế này. Trước sâu hơn. Bây giờ ngày dân mình làm màu á, nó đất nó trôi á, mỗi một năm nó trôi xuống, nó thấp phía trước là sâu, là mùa mưa là như một cái ao ở đây á. Cái đất ở đây thì cô thấy so với những cái vùng khác thì nó như thế nào ạ? À? Đất ở đây thì là cô thấy tốt, thì cô cũng cho các em hết rồi, nhưng mà bây giờ các em không làm thì cô vẫn đi làm á. Hồi trước ở đây nó cũng cao như vậy luôn hả cô? Hay là... Cao, hồi trước đấy là còn cái chỗ này còn cao hơn này. Nhưng mà người ta trồng tiêu ấy, mấy năm tiêu đất thì người ta hạ thấp xuống. Người ta chở đất một số đất đi, mới một số thì người ta gạt xuống đây này. Chứ trước cao lắm. Đúng đây đó là gió mà cô không dám đứng đâu. Đứng cô tưởng tượng như cái chân cô bị trôi xuống đây á. Nằm trong vùng công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, bên cạnh các giá trị về địa chất, địa mạo của núi lửa Nam Dương, ở những vùng phụ cận xung quanh như Darwin, Epo, còn phát hiện được các điểm hóa thạch cổ sinh rất đặc biệt như hóa thạch cốc đá. Các nhà khoa học đã phát hiện địa bàn phân bố các hóa thạch cốc đá rộng hàng ngàn hecta, chủ yếu ở các thôn Nam Tiến, Nhà Đèn, Suối Tre thuộc xã Epo và các thôn lân cận của xã Đắc Quyên. Đặc biệt, tại khu vực suối ở thôn Nam Tiến, có thể quan sát được các vết lộ tự nhiên chứa hóa thạch cốc đá ở hai bên bờ và dưới lòng suối. Hóa thạch cốc đá và hai mảnh vỏ ở đây được các nhà khoa học nhận định có kích thước lớn nhất Việt Nam, khoảng từ một vài cm đến hàng chục cm, cá biệt lên tới 50 cm. Các điểm hóa thạch có quy mô khá lớn, nằm gần núi lửa Nam Dương, tạo nên quần thể di sản có giá trị và hấp dẫn. Không chỉ có thế, dù chuyển cư vào Đắk Nông, nhưng cộng đồng các dân tộc thiểu số phía Bắc như Tày, Nùng, Thái nơi đây vẫn còn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống độc đáo, giàu bản sắc, biểu hiện trong mọi mặt của đời sống hàng ngày, từ trang phục, nhà ở, ẩm thực cho đến lao động sản xuất và các nghi thức lễ hội. Đây là điệu khua luống của người Thái. Trong đời sống văn hóa của bà con nơi đây, khua luống thường được diễn tấu trong các dịp vui xuân đón Tết, lễ hội hoặc khi có các sự kiện vui của bản làng. Khua luống này á là xuất phát từ giã gạo. Giã gạo. Giã gạo như ta nói là cúc cùng cùm đấy. Giã gạo để cho con cho cháu mà được ăn cái đó. Xong á là đại giã gạo xong á là có cái tiếng mà cái tiếng chày như vậy thì thành là cái âm thanh. Âm thanh rất là tuyệt của dân tộc Thái thì người ta làm cái thưởng thức luôn, đấy là cái này là cái âm nhạc của dân tộc Thái. Đó là thứ nhất. Thứ hai á, là ở trong rừng trong rú thì phải nói là sinh quan gia thì cũng mất rồi, các thứ á, thì nó rất nhiều vấn đề, cho nên mà cái này á, thì đuổi ma tà. Nếu mà nghe tiếng động như thế thì ma nó cũng chạy, nó không dám đến. Rồi là thú rừng nữa. Không chỉ có khua luống,
dân ca hay các điệu múa. Đồng bào các dân tộc phía Bắc, đặc biệt là dân tộc Thái nơi đây, còn lưu giữ được nghề dệt thổ cẩm truyền thống độc đáo. Biết dệt từ thuở mới lớn, đến nay bà Lò Thị Hoa ở xã Epo, huyện Chư Rút, tỉnh Đắk Nông đã có hơn 50 năm gắn bó với khung cửi. Từ đôi bàn tay khéo léo của mình, bà Hoa có thể dệt được tất cả các hoa văn của dân tộc Thái, dân tộc Dao cho đến hoa văn của đồng bào Mơ Nông, Ê Đê. Với những người phụ nữ như bà Hoa, dệt thổ cẩm không chỉ là niềm đam mê, yêu thích mà còn là văn hóa, là nguồn cội của dân tộc. Bởi vậy mà dù nhịp sống có hiện đại, dù thổ cẩm chưa phải là nguồn thu nhập chính, thì ngày ngày tiếng lách cách từ khung cửi này vẫn đều đặn vang lên như một cách để giữ nghề, để tìm thêm niềm vui cho cuộc sống và để thỏa đam mê. Còn gái người Thái ngày xưa ấy, thì 15, 16 tuổi đấy chồng rồi. Thì 13, 14 tuổi thì phải làm, có chăn, có gối, phải có đồ để mà đi nhà chồng ấy. Phải 10 cái đệm, 10, 20, 30 cái chăn, làm nhiều lắm người Thái à. Nói chung là cũng tùy theo nhà. Nếu nhà có điều kiện thì người ta làm cho con nhiều. Nếu nhà không có điều kiện thì ít nhất cũng phải 5 cái đệm. Với là khoảng chục cái chăn, cái gối nhỏ nhỏ thì làm nhiều lắm. Cái gối dân tộc người Thái của bọn cô ấy thì mãi mãi là cứ phải giữ cái truyền thống ấy. Không riêng nghệ nhân Lò Thị Hoa, ở Epo còn khá nhiều chị em biết dệt thổ cẩm truyền thống với các sản phẩm như chăn, gối, áo, váy, túi sách. Những lúc nông nhàn, chị em thường tập trung lại dệt để vừa có thêm thu nhập, vừa truyền nghề cho lớp trẻ. Con sống với bà từ nhỏ, con rất là thích cái nghề dệt hoa văn của bà. Hiện tại con cũng học được một số hoa văn cơ bản của bà dạy cho. Con cũng mong muốn để có thể dành thời gian để học thêm một số hoa văn và một số kiến thức về dệt thổ cẩm để có thể giữ được nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình ạ. Hội đủ các yếu tố về địa chất, địa mạo, văn hóa và đa dạng sinh học, xã Epo có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng gắn với các giá trị của Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Đây cũng là địa phương được chọn thí điểm để xây dựng mô hình này gắn với tuyến du lịch thứ tư của Công viên Địa chất. Hiện tại, ngoài việc bảo tồn các giá trị di sản, Epo cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xúc tiến thành lập các tổ hợp tác thổ cẩm, tổ hợp tác trồng keo trái để đa dạng hóa các sản phẩm du lịch phục vụ du khách. Cái chủ trương chung là trước mắt thì chúng tôi cũng tuyên truyền để cho người dân nắm được và hiểu được, và người dân sẽ từ cái chỗ đó thì người dân sẽ có thể cộng tác rồi xã hội hóa với các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức cá nhân trong và ngoài xã để đầu tư vào các cái khu vực mà đang dự kiến là cái khu vực cho cái chuỗi công viên núi lửa và các cái khu vực du lịch sinh thái, rồi là khu miệt vườn. Thì ở đây thì riêng xã Bố thì cũng có cái mô hình là đã có trên 35 hecta là cây ăn trái mà chủ yếu là cây xoài. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng chọn cái mô hình này là vào cái rẫy mẫu để thực hiện cây xây dựng thôn mới. Xuống dưới kia này, trước đấy trồng cả trồng lúa mà. Quý vị và các bạn thân mến, Công viên Địa chất Toàn cầu không chỉ là một danh hiệu mà còn là một mô hình hướng tới phát triển bền vững. Bên cạnh mục tiêu bảo tồn, nghiên cứu khoa học, nâng cao nhận thức cộng đồng, Công viên Địa chất Toàn cầu còn có mục tiêu rất rõ ràng là nâng cao đời sống cộng đồng, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển một cách bền vững, đặc biệt là thúc đẩy du lịch và phát triển hạ tầng, dịch vụ phục vụ du lịch. Với nhiều lợi thế về các giá trị di sản, địa mạo, địa chất, văn hóa, việc phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng ở xã Epo và các vùng ven núi lửa Nam Dâng, không chỉ góp phần bảo tồn, quảng bá và phát huy các giá trị di sản một cách hiệu quả, mà còn tạo động lực khuyến khích phát triển du lịch địa phương, hướng tới mục tiêu tạo thương hiệu du lịch Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông.